Để thể hiện tình cảm của người con quê hương Bắc Ninh hướng về đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội, vừa qua họa sĩ Trần Trung, người con của quê hương Bắc Ninh đã cho ra đời hơn 30 tác phẩm tranh sơn mài tiêu biểu với chủ đề Lấp lánh Kinh Bắc. Các tác phẩm của anh đã được các họa sĩ trong nước và nước ngoài đánh giá cao về bố cục, chủ đề cũng như kỹ mỹ thuật. Các tác phẩm trưng bày đã thu hút được đông đảo người yêu tranh đến xem và thưởng thức. Đây là món quà ý nghĩa của họa sĩ Trần Trung, người con vùng Bắc Ninh, Kinh Bắc, nơi phát tích Vương Triều Lý, gửi mừng đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Họa sĩ Trần Trung được đông đảo người yêu tranh biết đến sau tác phẩm phác thảo bức tranh xé sán lớn nhất Việt Nam, vừa được thực hiện thành công tại thành phố Bắc Ninh. Tại phòng tranh triển lãm cá nhân lần này, với ý nghĩa hướng về ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, khai trương tại 43 Tràng Tiền Hà Nội, anh mang tới người xem 30 tác phẩm được chọn lọc là thành quả của 10 năm lao động sáng tạo miệt mài. Buổi đầu khai mạc triển lãm đã thu hút được đông đảo người yêu tranh cũng như giới chuyên môn đến theo dõi thưởng thức. Các tác phẩm Hát Thuyền, Trao Xuyên, Đánh Đu đã vẽ lên bức tranh sinh động đầy màu sắc về không gian sinh hoạt văn hóa quan họ. Tất cả đều mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt tác phẩm Lấp lánh Kinh Bắc, khổ lớn cao 2,4m, dài 4,8m, nhiều tuyến nhân vật được xuất hiện trên một không gian nghệ thuật được Trần Trung đầu tư nhiều thời gian và công sức. Tác phẩm đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và người yêu nghệ thuật. Ta thấy rằng là những cái nhân vật liền anh liền chị, những cái yếm đào, những cái nón quay thao là thấp thoáng trong tay cái. Cho nên là tôi có khuyên anh là với đề tài này phải tiếp tục làm sao để có một cái phong cách bằng riêng của anh cái đó. Thì đấy là cái đó mà đó. Đấy là mảnh đất hứa của Trần Trung. Và biết khai thác đó thì sẽ tốt hơn. Thì đấy là cái mà tôi cho là cái chủ đề của anh như thế. Còn về nghệ thuật thì tôi cho rằng hiện nay mà nói là các họa sĩ trẻ làm sơn mài thì họ không làm theo cái kiểu của Trần Trung nữa. Tức là bây giờ họ đắp vào, nhưng mà họ khi họ gắn đá, gắn đất, gắn các thứ trăng dây thép các thứ, nhưng mà Trần Trung vẫn tôn trọng gọi là cái tiêu chí của tranh sơn mài, tức là gì, là phẳng, bóng, trong và độ sâu thâm thẳm của màu. Bởi vì tại sao sơn mài lại đòi như thế? Tại sao có độ sâu thâm thẳm của màu? Tức là vấn đề nó phủ nhiều lớp rồi nó mài, chứ sơn dầu nó đắp nhiều lớp, không mài thì không tạo nên cái độ sâu. Thì đấy là cái đặc điểm. Do đâu? Cho đó là cái kỹ thuật mài. Mài là tạo chất, tạo ánh sáng, diễn chất, diễn hình. Thì đấy là Trần Trung đã làm được cái đó. Vượt qua tất cả các nguyên tắc, liêm luật, Trần Trung đã đem đến cho người xem những ấn tượng nghệ thuật mới mẻ. Người yêu tranh có thể nhận thấy một phong cách nhất quán với lối vẽ ước lệ. Những mảng nét được tác giả khéo léo kết hợp nhuần nhuyễn khiến tranh của anh vừa mang vẻ đẹp truyền thống, song cũng rất hiện đại. Với bố cục rộng mở, khoáng đạt, các tác phẩm của anh đã vẽ lên bức tranh nhiều màu sắc về hình tượng con người Kinh Bắc, nồng nàn mà e ấp. Qua triển lãm, họa sĩ Trần Trung muốn gửi gắm và tôn vinh giá trị văn hóa tinh thần, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, qua đó khẳng định những giá trị truyền thống, bất biến, được nhân dân ta lưu giữ, bảo tồn qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, đây còn là món quà ý nghĩa tác giả muốn gửi về mừng đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Tranh của họa sĩ thể hiện ở nhiều các cái thời kỳ khác nhau, nhưng mà tôi thấy là có một cái sự nhất quán trong cách thể hiện. Đấy, về mặt kỹ thuật này, là rất quán trong một cách thể hiện. Và phải nói rằng là chính những cái nét đó nó tạo ra cho tranh của họa sĩ Trung đấy, thì nó nêu lên một cách tương đối là trung thực, và trung thực về cái sinh hoạt của một cái làng quê, một cái vùng miền quan họ, và đặc biệt là thể hiện được trong đó. Tôi thấy có cả chất thơ, tranh của Trung cũng có cả chất thơ đấy, rồi cũng có cái chất nhạc ở trong này. Thế cho nên là đây là một cái, và nó cũng là rất là cố gắng của, tôi cho rằng là sự cố gắng của
và cũng cho rằng là một cái gì đó mà họa sĩ cũng đã có nghiền ngẫm tương đối là kỹ càng khi thể hiện lên các cái tác phẩm của mình. Cái triển lãm lần này của mình thì là mục đích để đón cái sự kiện đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, và cái mình cũng muốn đưa cái hình ảnh Bắc Ninh Kinh Bắc về văn hóa, quan họ, về những cái hoạt động và những cái trò chơi dân gian, và đặc biệt là quan họ Bắc Ninh thì để quảng bá với lại những người yêu thích về mỹ thuật và quảng bá về cái hình ảnh văn hóa Bắc Ninh đối với công chúng. Cái sự gửi gắm thì mình nghĩ là trong quá trình làm việc gần chục năm thì mình cũng muốn góp một cái chút nho nhỏ của một người con quê hương Kinh Bắc, gửi cái tấm lòng của mình đến với Kinh Kỳ mừng 1000 năm tuổi. Lấp lánh Kinh Bắc được đông đảo người xem yêu thích bởi cách xử lý không gian gần như thật. Nổi bật như sắc đỏ, đen, sơn son, sơn then, vàng, bạc, vỏ trứng, tạo cho những bức tranh sơn mài của Trần Trung đa sắc, khác với đơn sắc trong sơn dầu, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng cho các tác phẩm. Tất cả đã toát lên phong cách vừa mạnh mẽ vừa sâu lắng, lúc ồn ào khi sôi động, như chính chủ đề của tác phẩm Lấp lánh Kinh Bắc.